Xin chào các bạn. Một trận chiến ác liệt vừa diễn ra, nóng hổi tới mức người xem còn cảm nhận được như in mùi nồng của thuốc súng và máu tanh. Nhưng lần này, một đặc cấp quốc tế đại sư của làng cờ đã bị bắt sống đơn xe khi chưa qua nổi hiệp thứ 10. Vừa vào trận được vài nước, một cao thủ đã sử dụng quái mã rất độc chiêu. Một mình một ngựa xông vào trận tuyến của giặc như trốn không người, hết thoái lại tiến làm cho đối phương trúng kế hiểm và buông xuôi cho số phận sau khi chủ lực mạnh nhất đã phải vong mạng. Đó là vòng đấu giữa Yêu Ma Tào Nham Lỗi và Tân Đông Bắc Hồ Triệu Quốc Vinh tại giáp cấp liên tái năm 2019 này. Với lợi thế tiên thủ, Tào đã sử dụng tiên nhân chỉ lộ để dàn trận. Triệu cũng đối binh tương ứng thì Tào khởi mã và Triệu làm điều tương tự, mã 8 tấn 7. Tào bèn chờ mình pháo 2 bình 3 để đe dọa vào chiến mã lỗ bay. Đầu tiên là Triệu Quốc Vinh tượng 3 tấn 5 làm tròn chức năng phòng thủ. Sau khi Tào tiếp tục khởi mã ở cánh biên, vừa phục lộ diện chủ lực, thì Triệu Quốc Vinh mới trả đòn bằng cách mã bàn hà. Tào bổ trung tượng, Triệu Quốc Vinh đã khởi động một chủ lực thứ nhất, xe 9 tấn 1. Tào cũng nâng một hoành xe, thì Triệu đã bình xe quá cung, vừa phục đấm binh 3 để thông đường chủ lực rất nhanh. Thì Tào Nham Lỗi phát triển mã. Sau khi Triệu Quốc Vinh đấm binh, Tào đã tung ra một biến đánh rất lạ lùng, mã 6 tấn 4. Còn tất nhiên, nếu như bên đỏ dùng pháo 8 binh 7 để kiềm chế lấy lộ 3 của đen, thì lập tức xe 3 sẽ bình 4 chốc lại quân, rồi mới tiện đường để cho chốt 3 vượt sông, hình trận vẫn hoàn toàn ổn thỏa. Còn tới đây, sau khi Triệu Quốc Vinh đấm binh 3, Tào Nham Lỗi mã 4 tấn 6 vừa đánh chủ lực, vừa ngoái lại có thể nhìn về quân chốt lộ bay. Thực ra đây cũng là một đòn bỏ trước đoạt sau, nhằm đưa chiến mã vào vị trí thích hợp hơn mà thôi. Tất nhiên mọi chuyện sẽ vô cùng êm đẹp nếu như tới đây bên đen chỉ cần nhẹ nhàng xe 3 bình 4 để chốc lại quân, để cho mã đỏ đạp thẳng vào giữa chốt, rồi tiếp tục triển khai những quân chủ lực ở phía cánh phải của mình. Nhưng trong thực chiến, Triệu Quốc Vinh đã phạm phải một sai lầm chí mạng là tấn xe để tuần hà. Có lẽ là mượn cớ vào việc quân mã lộ 6 này không hề còn bất kỳ một lộ nào để di chuyển. Bởi vậy, sau khi hồi mã về, xe đã tấn lên để cấm cản từ trước, thì xem như cũng đã hạn chế bớt phần nào tác dụng thực sự hiểm nguy của nó. Nhưng mọi sóng gió đã bắt nguồn từ đây. Tào chỉ cần đơn giản pháo 8 bình 7 đánh đuổi chủ lực. Nếu như xe lộ 3 dịch chuyển, thì mã lập tức quăng chiếu và đoạt trắng quân chủ lực ở lộ 1 này. Bởi vậy, bắt buộc Triệu Quốc Vinh phải bình chốt. Tào uyển chuyển quăng tượng. Vậy là một kết cục tang thương đã hiện rõ ràng như ban ngày. Đi kiểu gì thì đen cũng phải vong mạng một trong hai chiến xe đang nằm ở một vị chẳng thể nào nguy khốn hơn được nữa. Triệu Quốc Vinh sau một hồi ôm đầu suy nghĩ, bèn dùng xe đạp thẳng vào giữa tượng để cho mã đối phương lấy mạng, rồi mới bình chốt qua. Đây là một sự mất mát rất lớn về quân chủ lực mà Triệu Quốc Vinh không còn tài nào có thể bù đắp. Kết quả gần như đã hiện ra rõ ràng. Thua cả quân lẫn tình thế, nhưng Triệu Quốc Vinh vẫn đối phó rất ngoan cường. Và chúng ta hãy chờ đợi những điều bất ngờ thực sự sẽ được tiếp diễn. Sau khi Tào Nham Lỗi lộ diện tiếp chủ lực, Triệu Quốc Vinh tấn xe 1 thì họ Tào đóng pháo nhập trung. Tiếp tục Triệu Quốc Vinh xe 1 bình 4 thì Tào Nham Lỗi đã bình xe chốc thẳng vào quân binh lộ 3. Họ Triệu bên tấn xe để tạo căn. Tào chém thẳng trung binh sĩ 6 tấn 5, rồi lúc này mới tấn xe đe thẳng vào quân binh lộ 1. Triệu thấy vậy bèn mở binh. Đây là một trận đánh tương đối dễ dàng của Yêu Ma Tào Nham Lỗi. Đầu tiên là pháo 5 thối 1 chốc lấy mã. Sau khi mã quăng lên đạp chốt vừa chốc lại pháo, thì Tào mới đưa pháo vượt sông giành tiếp thực lợi. Tiếp theo thì Triệu Quốc Vinh dùng xe 4 tấn 1 để chốc binh 5, binh lại tấn 1, rồi quay xe về vị cũ, đe ra mối nguy như vừa rồi. Tào Nham Lỗi tấn xe, dùng ý rất rõ. Triệu Quốc Vinh dùng xe chém thẳng binh 5 vừa chiếu vừa chốc pháo, thì chỉ cần đơn giản bình xe kích đầu mà thôi. Triệu Quốc Vinh đương nhiên vì thiệt trắng một quân chủ lực ở trước, không hề còn lựa chọn khác, phải né tránh. Thì Tào Nham Lỗi được thế dùng pháo quét chốt biên, vừa đang đe dọa cắm một mạch, vạn sự sẽ hiểm nguy hơn rất nhiều. Bởi vậy Triệu Quốc Vinh quăng mã để cấm cản. Trận chiến tiếp tục, sau khi Tào Nham Lỗi bổ sĩ, Triệu Quốc Vinh bèn hồi xe, mượn cớ vào việc là bên đen có thể lao phá một mạch để tốc sát. Bởi vậy Tào Nham Lỗi phải thổi xe ba nước. Triệu Quốc Vinh nhẹ nhàng pháo 2 bình 3. Rồi Tào đã bình xe để kích đấu tiếp chủ lực. Thì Triệu chốt 3 bình 4 vừa mở đường cho pháo có thể cắm thẳng, buộc Tào phải theo xe, rồi lúc này mới né tránh chủ lực bằng cách là bình 5,
vừa chốc luôn cả trung pháo của giặc. Tào Nhâm Lỗi, pháo 5, thổi 3. Thì Triệu, thổi pháo. Triệu Quốc Vinh đang chuẩn bị tất cả cho một kế hoạch phản kích, chính là dùng mã 1/3, vừa đánh quân chủ lực, vừa lúc này chốc từ lấy quân pháo biên, mà rõ ràng đường cắm chiếu để giả đòn của nó không thể nào thực thi được nữa. Nhưng Tào Nhâm Lỗi đối phó rất đơn giản là cắm xe vừa kẹp lấy tượng. Sau khi Triệu Quốc Vinh bình pháo thì Tào mới đánh đơn giản để trục lợi là chém thẳng tượng bắt buộc xe phải hồi, rồi tiếp theo tiêu trừ mối nguy ở lỗ 3. Việc thua thiệt về quân chủ lực quá nhiều đã khiến cho Triệu Quốc Vinh đang phải lâm vào tình cảnh khốn khổ. Những quân chủ lực không hề tồn tại bất kỳ một mối liên kết nào, còn Tào thì đối phó vô cùng rảnh tay. Sau khi Triệu Quốc Vinh tiếp tục dùng xe 5/2 chốc pháo thì pháo lại 1/1. Xe lại hồi 1, pháo quay về vị cũ, rồi mới hồi mã. Đây là một cách thức cầu công gần như bắt buộc vào thời điểm này. Rõ ràng thua thiệt quá nhiều về quân lực khiến cho Triệu Quốc Vinh chẳng thể nào phòng thủ toàn vẹn về lâu về dài. Chỉ có cách duy nhất lấy tấn công để bù đắp mà thôi. Mặc dù biết trước đòn đánh cực kỳ hiểm ác tiếp theo của Tào là dùng C7 thổi 2 để chốc lấy mã, nhưng muốn đối phó vẹn toàn từ trước cũng không hề có cách nào ổn thỏa. Tới đây thì bắt buộc phải dùng mã 1 thổi 2 vừa đánh giả vào chủ lực. Thì Tào Nhâm Lỗi bèn thổi xe chốc vào quân mã lỗ 8, mã lại quăng. Tào mã 1 lại thổi 3. Tào đang tỏ ra rất tỉnh táo và thận trọng, không vì hơn quân chủ lực mà lấy làm đắc ý dễ rơi vào cạm bẫy chết người của đối phương. Tại vì tiếp theo Triệu Quốc Vinh muốn phát triển mã thì chỉ còn đúng một đường hướng để lựa chọn. Mã 6/4 vừa đăng phục nhảy vào vị trí này chiếu để sát ngay. Tào đối phó rất vẹn toàn, mã 3/5. Sau khi Triệu Quốc Vinh bình chốt dùng mã đánh chủ lực thì xe lại hồi lui chốc ngược lại. Chốt lại 1/1 vừa tạo căn vừa chốc thẳng vào quân mã ở trung tâm. Thì Tào Nhâm Lỗi bèn hồi mã để kích đấu ngay. Không hề còn một lựa chọn khác, bắt buộc phải đổi ngang quân cũng như dẹp tan mọi hy vọng cuối cùng. C7 thổi 2 đã rơi vào một hoàn cảnh rất bi đát, nhưng lão tướng Triệu Quốc Vinh vẫn kiên quyết kháng cự đến tận cùng. Pháo 6/5. Tào Nhâm Lỗi tấn xe để tuần hà. Sau khi Triệu Quốc Vinh tấn xe chốc lấy pháo lộ 1 thì lại bình xe đe tượng Tào sát. Tượng 7/9 rồi lại tiếp tục tấn pháo một mạch. Không cần phải chờ đợi lâu, đây là một nước đi đủ mạnh và dũng mãnh để có thể định được đại cuộc. Đương nhiên rằng đen tức là Triệu Quốc Vinh chẳng thể nào theo xe để chốc từ lấy chiến pháo lộ 1. Với sông xe còn lại đã vào vị rất đẹp, sẵn sàng hình thành một đại sát cuộc, lập tức xe 3/2. Dĩ nhiên để đối phó từ trước với việc bên đỏ sẽ cắm xe, chẳng thể nào rời tượng. Tại vì đỏ sẽ chốc tượng trước, bắt buộc xe phải theo, rồi lúc này lại giảo hoạt, xe 2/1. Đánh thẳng vào giữa sĩ lộ 5, phòng thủ bằng cách nào vẫn toi mạng như thường. Rời sĩ thì xe vẫn chỉ cần bình qua, bắt buộc sĩ phải quay lên từ đầu và bên đỏ sẽ thực thi đại cuộc, đóng xe vào giữa. Còn một phương án thứ hai là bình chốt để chiếu thì đỏ chỉ cần quăng tượng, sau khi lại tiếp tục bình pháo để có thể dùng sức tượng che chắn ở trên lộ này, thì lập tức bên đỏ sẽ dùng pháo chém thẳng vào sĩ. Và tới đây hai sự lựa chọn, nhưng đen cũng chẳng thể nào vớt vát. Thứ nhất là dùng tướng 5/4 thì trung sĩ ở giữa sẽ mất, vừa đăng phục một nước chiếu cực kỳ hiểm ác ở trên đường này, bắt buộc đen phải theo xe. Đỏ xe 2/4 biết trước là sát cục sẽ được hình thành ở vị này, thấy trước đen cũng không thể nào đỡ. Còn một lựa chọn thứ hai, chẳng thể nào dùng sĩ chém pháo, bên đỏ đóng xe nhập trung để sát ngay, bởi vậy phải dùng pháo 7/2. Thì đỏ sẽ nhẹ nhàng đổi ngang quân, bắt buộc tượng phải hồi. Rồi lúc này cách đánh hiệu quả mà nhẹ nhàng nhất của đỏ là dùng binh 3/1, ngăn cản bên đen sẽ bình xe tạo căn cho tượng, sau khi bên đỏ sẽ cắm xe. Tất nhiên là nếu như đen dùng xe 1/1 thì đỏ tràn chốt qua sông và mọi chuyện vẫn tương tự. Còn nếu như dùng xe 1/2 thì lúc này bên đỏ sẽ tấn xe để chốc thẳng vào giữa quân sĩ lộ 5. Nếu như rời sĩ, xe 4/8 đen buộc phải buông quân để nhận thua. Còn nếu như quăng mã lên vị này thì chẳng thể nào đỡ được toàn vẹn, bên đỏ sẽ bình xe chốc tử tượng và giành chiến thắng ngay. Phân tích như vậy để chúng ta có thể biết được rằng mọi sự cầu viện trong hình cờ này của Triệu Quốc Vinh đều là không thể. Trong thực chiến thì ông tiếp tục pháo 5/3 để đe sát, Tào Nhâm Lỗi bèn bình xe chốc pháo một lần nữa, pháo lại quay vào chốn cũ, rồi chỉ cần đơn giản là cắm xe đe thẳng vào giữa trung sĩ. Và đây mới là hình ảnh cuối cùng khi Triệu Quốc Vinh nhận thua trước Tào Nhâm Lỗi.
Tại vì đương nhiên, Dan vẫn còn một phương án nữa là rời quân pháo lộ 5, đang còn dùng xe để giữ lấy Dĩ. Nhưng mọi chuyện chỉ là một phương án tức thời mà thôi. Nếu như muốn trả đòn, pháo 5 bình 2 đe dọa nước sát, thì đỏ sẽ theo xe để chốc đôi cũng đủ để ngã ngựa. Còn nếu như bình pháo qua bất kỳ một vị nào, thì đỏ chỉ cần theo xe về vị này. Và lúc này sát cuộc đã hoàn toàn rõ ràng, cho dù Dan đi bất kỳ một phương án nào, đỏ vẫn là dùng xe chém thẳng. Xe buộc phải quay đầu, rồi lúc này mới chém nốt quân Sĩ còn lại. Thật sự là một ván đấu khiến người xem ngỡ ngàng, tại vì một đặc cấp quốc tế đại sư như Triệu Quốc Vinh lại phạm phải một sai lầm chí mạng ngay từ những nước dàn trận ban đầu. Đây là một bài học mà chúng ta cũng cần phải rút ra. Phần bình luận của Cửa Tướng Đam Mê hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.